Ok, hello anh em, tiếp tục cái lọc nữa anh em ơi. 3 em buổi chiều nha. Sớm được 3 em, giờ thêm 3 em nữa, tổng cộng ngày hôm nay được 6 em. À, 3 em hồi sớm thì hai chiếc Thanh Hóa với chiếc Lạng Sơn, còn 3 em chiều nay thì một em Nghệ An, một em Quế với một em Bình Định. Em này là em gấu béo M605 su. Con này mình mới vừa bảo dưỡng xong. Con này chất máy còn cực kỳ ken nha. Cầu trước cầu sau số má còn nguyên bản nguyên zin hết, hai bên đùi chưa tách luôn nha anh em. Đó, con này còn zin rồi ba nút luôn. Đời 2021 hai số xới, cuối 2021 đầu 2022 hai số xới. Con này thì máy Việt nha, mình giao cho khách về Nghệ An, khách mua online nha nè. Có kèm theo cái bơi nóc luôn nha, quá đẹp. Đang tăng đưa thắng nữa là cho em nó lên xe thôi. Con này thì máy Việt cho nên đi giỏi không nhỏ nha, 12432. Đời 2021 đời cao. Đời này thì được cái hai số xới anh em, chứ thật sự thì đời này nếu mà chất máy nha thì nó sẽ không có phê bằng những cái đời 2018, 2017. Đời 27, 2018 chắc máy phê, số nhông bọng rồi rất là dày. Còn mấy cái đời cao này thì sau này nó đồ nó hơi mỏng hơn chút anh em. Nó được cái là đời này nó có hai số xới thôi. Đây, hai số xới nè, cần này cần chuyển đổi VTO 540, 750 nè. Con này là hai bên đùi nguyên zin chưa cắt luôn nha, hai bên đùi nguyên zin luôn. 2021, hai số xới. Giỏi sao thì đi 12432. Đó, mà đang chuẩn bị tăng đưa thắng cho em nó lên xe nha anh em. Đời này cái tem mui rất là đẹp nha. Đời 2018, 2019 đâu thì cái tem mui nó giống vậy nè. Đây nè, em có chiếc đời 2018 nè anh em thấy không. Đó, tem mui nó hơi, nó không đẹp ha. Con này cũng còn zin 3 nút luôn. Con này thì nó có cái vỏ hông lớn luôn nè. Nếu mà anh em kiếm máy đẹp thì có đời thấp thấp thì có con này 2018. Cực kỳ lan can luôn nha. Còn con này, con này thì đời 2021. 2021 có tem đẹp ha. Con này mình giao về Nghệ An, khách mua online nha anh em. Đời này tem bể hay số xới. Xe còn khá là ok ha. Con này thì nó đi kèm theo cái bô inox luôn. Đó. Con này thì mình giao online nha, khách cũng không có vô luôn. À, chỉ kiểm tra phốt cái nào xì thì thay đây. Có phốt bên kia xì thay nè. Còn phốt bên đây nguyên bản luôn nè. Trụ phên nào còn nguyên zin hết. Đó là mình đang kiểm tra tăng đưa lại mấy cái thắng nữa là cho em nó lên xe nha. Khách mua online. Chiều nay được 3 chiếc. Chiếc này Nghệ An. Chiếc ở đằng kia là ở Quế. Với một chiếc ở Bình Định nữa. 3 em lên xe. Đây xe 70G hết rồi nha, không có nha. Mình còn 70 hứng thôi, 70G hết rồi. Con này thì đời cao nha, còn anh em nào kiếm 60 đời thấp, chất máy đẹp thì em có cây này. Đây em có cây này, đời 2018 mà chất máy cực kỳ len keng luôn. Đó, vỏ hông lớn luôn nè anh em. Anh em nào kiếm 40 SB em về mấy xe lận nha. Anh em nào thích SB thì đây. Một chiếc 4018 SB, một chiếc. Bên đây một chiếc 4018 SB nữa, hai chiếc. Đây hai chiếc 4018 SB. Còn chiếc này là 4018 Việt Nam nha. Đó. Đổi máy không ạ? Ok nha, có mua máy của mình thì đổi thoải mái nha. Thì anh em chịu lỗ thì anh em đổi, anh em chuyển máy vào. Mấy con này anh em xài đã xong thời gian rồi, anh em muốn đổi mình vẫn có đổi nha anh em. Nhưng mà tính phần trăm lỗ thôi. Này giao về đất Nghệ nha. Máy của ông mà biết mà, thì tôi mới vừa nói đó, thì anh em có mua máy của tôi thì anh em cứ đổi thoải mái, thì đương nhiên anh em đổi thì phải bù lỗ rồi. Chứ tôi có nói máy của ai đâu mà ông còn cự nữa. Anh em mua máy của tôi ha, sau này anh em xài thời gian anh em muốn đổi máy, anh em muốn lên đời cứ thoải mái ha. Thì tôi bán, tôi giao cho anh em thì anh em đổi thì anh em phải chuyển máy vào, cái đó là quy luật nha. Đó. Còn thí dụ như anh em xài bao nhiêu lâu, mất bao nhiêu phần trăm thì cái đó thì anh em phải chuyển máy vào cửa hàng tôi mới test máy, tôi mới biết được.
xài chán chơi à, anh em muốn đổi máy lên đời vẫn có nha anh em. Đời thấp muốn lên đời cao vẫn có ok nha. Chỉ có máy gặt thì mình không có đổi thôi, chứ còn máy cào thì đổi thoải mái. Con này đời 2 số sới nha. Đời này thật sự thì số nó không im nha anh em. Nếu mà muốn ngon ở đây, giới thiệu anh em con này ngon nè. Đời 2018 chất số còn cực kỳ ok luôn. Đời này nhông nó rất là dày ha. Đời 2018 này nhông rất là dày. Đó, số nó ngon hơn. Nhưng mà nó chỉ có 1 số sới thôi. Đời này nó có 1 số sới thôi. Nhưng mà được cái là nó đồ nó rất là dày. Còn đời cao này đồ nó mỏng. Nhưng mà đổi ngược lại thì nó được 2 số sới. Anh em có thể lưng phiên cái tua được. Tua nhanh tua lẹ. Chiều nay được 3 chiếc nữa nha anh em. À, con này là con đầu tiên về Nghệ An nè, lên xe trước. Tiếp theo là con về Quế, 1M5018. Và cuối cùng là 1M4708 về Bình Định. Kho mình hiện tại thì hết 47 nha. Chỉ còn 40 và 50 và 45 là còn nhiều thôi. 40 đang về mấy xe luôn. Anh em muốn xe đỉnh thì có 40 XB nè. À, còn anh em muốn xe vừa vừa thì có 40 Việt Nam. Đó. 40 XB về mấy xe là anh em. Chiếc này cũng XB nữa nè. Còn 45 DI thì còn nhiều ha. DI thì còn nhiều. Giá dao động DI từ 160 đến 180-190 ha. Có 5018 nào 250 vàng mét 6 không có luôn. 5018 Việt Nam nha. Đây. Con này anh em lấy máy dàn phay luôn, để anh em 250 triệu thôi ha. Đó, 5018 Việt Nam. Máy dàn phay 250 cành thôi. Còn con này anh em nào lấy máy dàn phay luôn, để anh em 100+ triệu thôi ha. Siêu rẻ luôn, con này là cực kỳ rẻ luôn. Máy dàn phay 100+ triệu thôi anh em, rất là rẻ luôn. Con này thì không phải nói nữa anh em, nó quá rẻ rồi. Tiền nào của đó nha. Máy Thái ha, máy Thái thì không có giá đó nha. Máy Thái thì máy dàn phay nó bèo bèo nó cũng cỡ trừ 260-270 đâu lên. Chứ máy Thái thì không có giá thấp. Rồi chiều nay ba em nữa lên xe. Em đầu tiên đang chuẩn bị lên là 6040 su 2021. Kiểm tra các công đoạn cuối cùng nữa, cho em nói về nhà đất nghệ thôi. Khách đang chuyển tiền. Đèn điện đi đủ rồi ha. Con này thì nó đi vỏ không nhỏ anh em, 12.4 bom 2. Đó, thì 60 nó được cái là nó có hai cái loại vỏ. Một là vỏ không nhỏ, hai là vỏ không lớn. Vỏ này đây, vỏ này là 16.928. Ha. Cái mâm nó khác nha, mâm này mâm 28, còn mâm kia là mâm 32. Hai cái nó đều hỗ trợ đồng tốc hết nha. Tiếp theo một chút nữa là có con 50 qua hai anh trai này ở ngoài Quế nè, ở ngoài Hương Trà, Thừa Thiên Quế, 5018, khách quen nha. Con 40 này về rẻ nè anh em muốn 40 rẻ thì con này nó tầm 100+ thôi, 190+ triệu thôi. 4018 Việt Nam 2018. Rồi anh em mình có cần máy thì liên hệ em nha. Chiều nay ba em nữa lên xe nha. Tổng cộng ngày hôm nay là 6 chiếc nha anh em. Hai chiếc về Thanh Hóa với một chiếc Lạng Sơn. Tiếp theo con này là Nghệ An, một con Quế với một con Bình Định đó nha. Con này thì vỏ không nhỏ nha, 12.432. Đời 2021, hai số sới. Con này thì còn ba nóc còn nguyên nha. Chùi phên chưa tách luôn. bốn không mười tám giá từ 190+ triệu trở lên. 4018 nó hiện tại đang có mức rất là tốt luôn. Anh em nào muốn máy Việt thì tầm 190+, rồi anh em nào muốn máy Thái thì có mấy con XB,
mấy con XB giống như mấy con này thì nó tầm 200 mấy, 300 mấy ha. Ha, XB thì giá nó cao hơn nha anh em. Một con XB nè, bên đây con XB mới về nữa nè. Ha, đây con XB mới về nè. XB thì nó đỉnh hơn nha, động cơ bốc lắm. XB về lúc nào cũng có ổi hết nha nè, máy Thái nguyên bản là có ổi hết nha. Còn con máy Việt này thì rẻ nha, máy Việt này tầm 190 mấy triệu à. Con này là con 5018 về Quế nè, 2019, máy dàn phay hãng. Con này còn cực kỳ nát nha. Con này thì giao cho khách quen ở Hương Trà. Máy dàn phay hãng, dàn KRX 1m83, dàn này còn cực kỳ bán luôn anh em, nhìn dàn phay nè. Quá đẹp luôn, dàn này bán lẻ không là mấy chục triệu, 30 triệu, dư sức. 1m83 mà nó bản FS anh em, bản FS á là nó cái này nó màu xám nha. Còn 1m83 bản F á thì cái này nó màu cam. Đó, con này thì giao về Quế cho khách. Máy dàn phay đổi lại vỏ không lớn, lỗ vỏ, vỏ gai cao luôn. Đó, con này thì lên xe thứ hai, đợi con 60 lên tới con này. Em thì em đang có dư cái bộ ủi gánh nè anh em nào có xài ủi gánh thì alo nha, cỡ 90% luôn á, rất là đẹp luôn, cái bộ ủi này còn cực kỳ đẹp ha. Anh em nào thích thì chia lại cho, ủi gánh đời mới phía trên. Ông Anh ở Quế nha, ông Anh ở khách quen. Rồi 6040 lên đường trước nha. Về Tất Nghệ. Về thôi, về thôi. 2021, cuối 2021, hai số xới nguyên zin ba nút. Đùi phên chưa tách, số động cơ zin. Thử thắng lại. Rồi. Con này có kèm theo cái bôi nóc luôn nha. 250 rước được 60 mà được nha. 250 vẫn rước được nha. Nhưng mà nó không ngon thôi. Xuất kho về Nghệ An. Cảm ơn anh ruột đã mua online ủng hộ nha. Hai số xế về Đất Nghệ nha anh em. Đạp thắng luôn đi. năm 2018 từ 240 đổ lên nha. Rồi em đầu tiên đã lên xe ngon lành em ơi, 600 về Nghệ An. Rồi em thứ hai là em siêu phẩm 5018 máy dàn phay hãng về Quế Hương Trà. Con này còn cực kỳ nét nha, dàn phay này rất là đẹp anh em. Phay là phay Thái Lan nha. Mã GX183. Đây, rất là đẹp.
quá đẹp cho em nó. Quá nét luôn anh em ơi. Thái Lan 1747. Nổ động cơ, nổ anh em nghe tiếng động cơ trong video anh em thấy không? Nó nổ cực kỳ gốc. Đời này động cơ còn quá là ok luôn, tua 3.100 luôn nha anh em. Số lại im nữa, anh em lựa con này quá chuẩn luôn. Đây anh trai chủ máy đây. Đi từ Huế vào. Máy dàn phẹn, cái kéo cái môi lên kìa, kéo cái mê kìa. Cảm ơn anh ruột khách quen đã ủng hộ thêm một con nữa, con thứ hai. Năm 2018 Thái Lan, 2019 máy dàn khoai hãng về đất Quế nha anh em. Quá đẹp anh em ơi. Rồi lên đi. Rồi quá là nét luôn, tiếp thêm hai em nữa là 5 em nha. Hello bác Giáp nha, vẫn khỏe hả bác Giáp ơi? Con này là quá bán luôn anh em, động cơ còn cực kỳ bốc, số má đồ còn chuẩn chỉ luôn ha. Con này giao về Huế nha anh em, khách quen nha. Khách này mua một cây rồi, giờ mua thêm cây nữa. Máy dàn phay hãng luôn, giá trị cực kỳ. Con này thì nguyên bản có ủi luôn nha, tại tháo ủi ra, khách không lấy ủi. Rồi, hai chiếc lên xe đã ok nha, còn con Bình Định nữa là đủ bộ ba. Chút xíu nó lên con Bình Định ha. Rồi anh em mình có cần máy thì alo em. Chuẩn bị tầm 3 ngày nữa là về thêm mấy con siêu phẩm đó nha. Rồi cảm ơn em đã ủng hộ 5 chiếc rồi nha anh em. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Hẹn anh em video tiếp nữa.